Xin chào tất cả các bạn, mình là Emily Phương, rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì Phương có một cái video mới để review về hai dòng máy rửa mặt của nhà Halio và nhà Emy, xem là chúng ta nên bỏ tiền ra đầu tư một cái máy rửa mặt nào là hợp lý và máy nào thì sẽ có những ưu điểm nổi bật nhất. Và hai máy rửa mặt trong video review ngày hôm nay thì Phương đều được tặng hết. Đầu tiên đó là máy của nhà Halio, là Phương được em họ Phương tặng cách đây 2 năm và giá của em này là 810.000. Và Phương đang được biết là em này cũng đang giảm giá. Và còn lại máy rửa mặt này là Phương đang sử dụng được 2 tuần rồi, được chị Emy tặng. Và máy rửa mặt này có giá là 820.000 và cũng đang được giảm giá. Và sau khi sử dụng hai em này một thời gian thì Phương sẽ đánh giá hai em này dựa trên cái trải nghiệm mà Phương sử dụng sản phẩm. Mong là các bạn sẽ xem hết video nha. Trước khi review hai em nước rửa mặt thì chúng ta sẽ cùng tám với nhau là vì sao chúng ta nên tậu một em máy rửa mặt về nha. Các bạn có biết tại sao không? Máy rửa mặt đang rất là được ưa chuộng. Cái lý do là vì máy rửa mặt có thể phù hợp với mọi loại da và mọi lứa tuổi. Nếu như bạn là trong lứa tuổi dậy thì, mặt đang có nhiều mụn nè, hay là tiết nhiều bã nhờn, thì máy rửa mặt sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu, giảm bớt mụn, giảm bớt bã nhờn đi. Còn nếu như chúng ta là người đi làm thì các bạn biết rồi, hàng ngày chúng ta cần phải ra ngoài tiếp xúc với nhiều khói bụi, hoặc là chúng ta trang điểm thường xuyên hơn, thì cái việc có một cái máy rửa mặt thì sẽ giúp của chúng ta loại bỏ đi được bụi bẩn và loại bỏ đi cái lớp trang điểm còn đọng lại trên da của chúng ta sâu hơn, để da chúng ta sạch hơn. Và từ đó thì những sản phẩm chúng ta dưỡng phía sau sẽ thấm vào da của chúng ta và phát huy được hết công dụng. Đầu tiên khi mà đánh giá một sản phẩm thì Phương sẽ nhìn sơ qua tổng thể về thiết kế vỏ hộp, sau đó là tới màu sắc của sản phẩm. Nói về em nhà Halio, về màu sắc thì em nhà Halio có 5 màu, các bạn có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Và màu nào thì Phương cũng thấy rất là xinh, rất là dễ thương hết. Máy rửa mặt nhà Halio thì được nằm trong một thiết kế vỏ hộp nhựa trong suốt rất là sang. Mặt sau đó là những tính năng nổi bật của sản phẩm, mở hộp ra rất là dễ dàng để lấy sản phẩm ra. Hộp giấy phía dưới sẽ đựng cáp sạc của máy rửa mặt. Và máy rửa mặt thì sẽ có mặt trước có nút nguồn, nút tăng giảm. Phần đầu cọ thì sẽ mềm hơn và có một đầu cọ cứng hơn để rửa ở phần cánh mũi. Phía sau dùng để massage và có một nút nguồn. Tiếp theo, khi mà mở hộp giấy ra thì trên trong hộp giấy sẽ đựng cáp sạc của máy rửa mặt. Còn về máy rửa mặt của nhà Emy, nhà Happy Skin thì họ sẽ có 3 màu rất là pastel, rất là ngọt, dịu, dễ thương, đó là màu tím, màu xanh, dương và màu san hô giống như vậy. Thiết kế vỏ hộp của máy rửa mặt nhà Emy rất là hiện đại, giống như chúng ta mua một món đồ điện tử vậy đó. Ở mặt sau thì cũng là tính năng của sản phẩm, bên hông là màu sắc của sản phẩm. Khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái miếng nhựa để giữ sản phẩm và cho chúng ta lấy sản phẩm ra rất là dễ dàng. Ở phía dưới sản phẩm thì sẽ có dây cáp để sạc và một cuốn hướng dẫn khi sử dụng. Cuốn hướng dẫn sử dụng này thì siêu chi tiết luôn. Các bạn có thể đọc được ở mặt trước đó là tiếng Anh và mặt sau đó là tiếng Việt. Máy rửa mặt nhà Emy thì sẽ có mật độ lông silicon dày đặc và siêu mảnh để làm sạch vượt trội. Phía trên đầu cũng sẽ có những sợi lông silicon to hơn để mà len lỏi vào trong những cánh mũi. Mặt sau thì sẽ dùng để massage và ở phía dưới là lỗ cắm chống nước. Bên hông sẽ là nút tăng giảm, mở nguồn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quan tâm tới xuất xứ của nó. Về em nhà Halio thì em này xuất xứ tại Mỹ, thương hiệu của Mỹ, nhưng mà được sản xuất theo dây chuyền Trung Quốc, nên như vậy thì giá thành nó sẽ rẻ hơn những cái em máy rửa mặt khác thuộc thương hiệu của Mỹ. Khi nói về dòng máy rửa mặt nhà Emy thuộc Happy Skin thì Phương cảm giác rất là tự hào vì em này được đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam nghiên cứu và phát triển nên em này. Ngoài ra thì em này có những cái chứng nhận quốc tế đảm bảo quy chuẩn rất là an toàn nữa. Đầu tiên đó là quy chuẩn FDA. Nếu các bạn chưa biết, FDA là một cục quản lý thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ. Và khi mà để có được cái chứng nhận từ FDA thì rất là khó. Và khi mà có được chứng nhận này rồi thì tức có nghĩa là sản phẩm này có thể được phép lưu hành bán tại Mỹ. Thứ hai đó là chứng nhận của CE, tức có nghĩa là sản phẩm này có thể được lưu hành tại Liên minh châu Âu. Và chứng nhận thứ ba đó là chứng nhận ROHS, là chứng nhận đạt tiêu chuẩn về hạn chế những chất nguy hiểm có trong thiết bị điện tử. Với ba chứng nhận này thì em sản phẩm nhà Emy thật sự rất là đáng rơm, đúng không? Mình sẽ cộng một điểm cho máy rửa mặt nhà Emy.
Máy rửa mặt nhà Halio thì công nghệ là Sonic Wave Cleansing giúp làm sạch sâu gấp 10 lần, loại bỏ 99% dầu thừa, bụi bẩn và lớp trang điểm mà vẫn nhẹ dịu với làn da, kể cả là da khô và da lão hóa với 14 chế độ rung. Chất liệu là chất liệu silicon kháng khuẩn, Phương rất là ấn tượng với video quảng cáo khi mà rửa mặt bằng máy rửa mặt trên vỏ quýt. Máy rửa mặt nhà Emmy thì có tới 3.677 điểm chạm, làm sạch vượt trội, có tiêu chuẩn kháng nước IPX7, có khả năng chịu đựng độ sâu dưới nước 1 mét lên tới 30 phút và máy có 7 chế độ rung. Máy sử dụng chất liệu an toàn nhất trong công nghiệp thực phẩm có tên là Food Grade Liquid Silicon, là một silicon thế hệ mới, thân thiện với làn da và cả môi trường nữa, với cấu trúc vi mô thoáng khí giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát sinh trên máy rửa mặt. Quảng cáo của nhà Amy thì cũng nói lên là sợi lông rất là mềm mại, lấy đi mọi bụi bẩn và cặn trang điểm cực kỳ hiệu quả nhưng vẫn nhẹ dịu với da. Có một điểm Phương thích nữa ở em máy rửa mặt nhà Amy, đó chính là chế độ tự động ngắt sau 1 phút. Các bạn có biết không, khi mà chúng ta rửa mặt thì sữa rửa mặt ở trên mặt của chúng ta tối đa chỉ là 2 phút thôi, không nên ở trên da của chúng ta quá lâu. Còn khi mà sử dụng em nhà Halio này thì luôn luôn là phải canh thời gian, nhắm chừng thôi, khi mà cảm thấy đủ 2 phút rồi thì Phương sẽ rửa mặt lại với nước ấm. Còn mà khi sử dụng em máy rửa mặt nhà Amy này thì Phương không cần phải canh thời gian nữa, và nó thời gian nó chuẩn xác, chính xác luôn. Phương bấm một lần rửa mặt, khi mà nó tắt thì Phương bấm lần thứ hai, và sau 2 lần bấm máy rửa mặt này thì đúng thời gian quy định thì Phương sẽ rửa mặt lại. Phương sẽ cộng thêm một điểm nữa cho em máy rửa mặt nhà Amy này. Nãy giờ thì chỉ nói sơ qua về cảm nhận, cảm quan của Phương khi mà cầm máy thôi. Cái việc quan trọng nhất là các bạn cảm nhận được cái cách mà khi mà mình sử dụng sản phẩm trên da của mình, đó mới chính là cái điều các bạn quan tâm, đúng không? Thì ngay bây giờ thì Phương sẽ sử dụng hai máy rửa mặt này trên hai phần mặt của Phương để mà các bạn có thể so sánh nha. Vì lý do an toàn, tất cả các máy rửa mặt trong lần sử dụng đầu tiên bạn nên rửa kỹ bằng gel rửa mặt hoặc là dầu tẩy trang. Và nếu như bạn kỹ hơn thì mỗi lần bạn sử dụng máy, bạn cũng có thể vệ sinh máy trước khi mà sử dụng. Và vì lý do vệ sinh thì không nên sử dụng chung thiết bị máy rửa mặt với người khác. Tiếp theo đến sữa rửa mặt Phương đang dùng của nhà Skin 1004 có tên là Madagascar Centella Ambu Farm, có thành phần công thức rất là an toàn. Sau khi tẩy trang xong thì bạn làm ướt mặt và thiết bị bằng nước ấm. Tiếp theo sẽ dùng một lượng sữa rửa mặt vừa đủ cho vào lòng bàn tay. Đánh đều sữa rửa mặt để tạo bọt trong lòng bàn tay và thoa lên mặt của chúng ta. Sau khi thoa gel rửa mặt xong thì Phương sẽ dùng máy nhà Amy trước và chỉnh tốc độ thứ hai, vì da Phương thuộc là da nhạy cảm, và di chuyển máy rửa mặt theo hình vòng tròn trên da để tạo bọt, và nhớ là di chuyển đến những vùng khó làm sạch như là vùng da dưới cánh mũi của chúng ta. Và việc mà chúng ta sử dụng máy có tần số rung cao thì sẽ lấy đi tế bào chết trên da và tác động lên lỗ chân lông, lấy đi các cặn bã và tác nhân gây ra mụn trứng cá, mụn đầu đen. Và chuyển động với năng lượng cao như vậy thì sẽ mang lại cho chúng ta một làn da căng bóng và săn chắc hơn. Và các bạn lưu ý là chúng ta không nên sử dụng máy massage lên vùng mắt và cho bất kỳ mục đích nào, chỉ massage nhẹ nhàng cho vùng mí mắt trên và mí mắt dưới thôi. Và việc làm sạch thì có thể dẫn đến tình trạng da bị đỏ nhẹ như bạn thấy, nhưng mà tình trạng này sẽ biến mất trong vòng vài phút, hầu hết là không đáng ngại. Tiếp theo thì Phương sẽ sử dụng máy rửa mặt nhà Halio để làm sạch phần da mặt còn lại, và Phương thường sử dụng máy rửa mặt ở mức số 8 hoặc là mức số 9. Và máy rửa mặt thì có hai mặt, mặt trước thì có đầu gai nhỏ hơn và phần trên thì có một đầu gai lớn để chúng ta len lỏi vào những cái vùng da như là cánh mũi. Và mặt sau thì chúng ta dùng để massage mặt. Mà thú thật với các bạn thì Phương rất là ít khi sử dụng mặt sau này để mà massage, thì Phương cảm thấy khả năng massage nó kiểu như là nó chưa đủ lắm. Sau khi sử dụng máy rửa mặt xong thì bạn vệ sinh lại đầu cọ một lần nữa và để ở nơi khô ráo. Sau khi sản phẩm khô rồi thì bạn bỏ vào hộp. Bạn không nên bỏ sản phẩm khi còn đang ướt vào hộp, vì như vậy dễ dàng sinh ra tình trạng nấm mốc. Và bạn cũng không nên bỏ máy rửa mặt ở trong môi trường nhà vệ sinh, vì môi trường đó rất là dễ dàng cho vi khuẩn phát triển. Bạn nên để máy rửa mặt ở một môi trường khác, ví dụ như là trên bàn trang điểm. Sau khi sử dụng hai máy rửa mặt này một thời gian dài và dựa trên những cái cảm nhận, trải nghiệm sản phẩm của Phương, nếu như bạn nào hỏi Phương nên mua máy rửa mặt nào thì Phương sẽ khuyên các bạn nên mua máy rửa mặt của nhà Amy. Cái lý do mà Phương thích máy rửa mặt nhà Amy không phải là Phương thấy là cái mới là Phương thích hơn cái cũ, mà lý do mà Phương thích đầu tiên đó chính là cái chất liệu của máy rửa mặt nhà Amy, nó rất là mềm và mịn hơn nhà Halio và những cái máy rửa mặt khác nữa mà nhà Phương có được. Phương có một cái Forio 2, nó cũng không mịn bằng cái của nhà Amy nữa, giá thành thì nó lại cao hơn, nên là Phương cảm thấy bạn này giống như là chân ái của đời mình vậy đó. Và cái thứ hai Phương thích nữa đó là cái cảm giác cầm rất là chắc tay. Ở những máy rửa mặt khác thì nó luôn luôn nó có cho Phương cái cảm giác là bị hỏng tay như vậy nè,
Còn những máy rửa mặt nhà Emmi thì nó nằm trong lòng bàn tay rất là chắc, và khi mà mình sử dụng lên da của mình thì nó sẽ len lỏi vào hết những cái phần mà góc mũi nè, ở dưới cánh mũi. Cảm giác rất là thích. Và nếu như các bạn đang loay hoay tìm kiếm một dòng máy rửa mặt phù hợp với loại da của mình, phù hợp với túi tiền của mình và hỗ trợ trong quá trình làm sạch da, bước đầu tiên cơ bản nhất trong chu trình chăm sóc da, thì các bạn hãy tậu ngay một em máy rửa mặt nhà Amy này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Phương. Mong rằng video này sẽ đem đến những giá trị hữu ích cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!